Xin chào các bạn, kiểu tóc mới hôm nay của chúng ta là kiểu tóc nàng tiên cá, là của một bạn trên Facebook, Anita Huệ, gửi yêu cầu cho mình. Và các bạn bắt đầu chải tóc của mình vẹt qua bên trái hay bên phải, tùy theo ý thích. Và sau đó thì chia tóc mình ra làm hai phần như vậy. Bây giờ dùng kẹp hoặc là dây buộc tóc để buộc lại một phần mà mình sẽ sử dụng sau. Mình dùng kẹp, mình kẹp cái phần đó lại. Và bây giờ mình sử dụng cái phần này. Giống như trong hình thì có một cái tóc xoăn phía trước, nên mình lấy một lọn tóc thật là nhỏ và kẹp nó qua bên một bên. Bây giờ mình dùng lược chải cho nó suôn tóc thêm một tí nữa và bắt đầu tết tóc. Kiểu tết tóc này cũng là giống như kiểu tết tóc 3, nhưng mà thay vì các bạn vắt tóc lên phía trên thì kiểu tết tóc này mình vắt tóc xuống phía dưới. Giống như vậy đó, cũng giống như kiểu tết tóc 3 bình thường đơn giản mà thôi. Nhưng mà thay vì mình vắt lên qua phía trên thì kiểu tóc này mình vắt xuống phía dưới như vậy đó. Các bạn tiếp tục tết xuống tới cuối cùng. Dùng ba dây buộc tóc để buộc tóc mình lại. Bây giờ mình tết thêm phần tóc phía sau nữa, cũng thực hiện giống kiểu tết tóc đó. Kiểu tết tóc này mới nhìn vào á thấy nó rất là khó, nhưng mà thực ra quá dễ luôn, làm rất là nhanh mà thật là dễ thương nữa đấy các bạn. Các bạn cứ tiếp tục tết tóc như vậy. Nếu như mà tóc của các bạn có giống như cọng ngắn cọng dài hơi nhiều á, thì trước khi thực hiện tết tóc á, các bạn có thể dùng nước á, xịt một ít nước lên cho hơi nó hơi ướt, nó nằm sát lại, hoặc là nếu mà các bạn có mấy cái chất dưỡng tóc á, thì bỏ lên. Sau khi mà mình đã tết xong hai cái tết tóc đó rồi, bây giờ nhẹ nhàng, bạn nhớ là nhẹ nhàng thôi nha, đừng có kéo mạnh lắm. Nhẹ nhàng kéo hai cái tóc phía hai bên ra để nhìn cho cái tết tóc của mình nó đầy hơn, nhìn nó nhiều hơn. Nên khi nhìn vào á, cứ thấy là thấy tóc mình rất là nhiều, nhưng mà thật ra là mình kéo như là mình ăn gian ra vậy đó. Đó, mình kéo ra như vậy thì nhìn tóc nó nhiều hơn và nó đẹp hơn. Và các bạn nhớ là kéo cho thật nhẹ tay nha, đừng có kéo mạnh lắm nó dễ tuột lắm. Kéo nhẹ nhẹ và từ từ cho nó đều xuống hết. Sau khi mà mình đã kéo tóc hai bên ra như vậy xong rồi thì mình dùng những cái kẹp găm nhỏ đó, bắt đầu mình kẹp hai cái tết tóc đó lại với nhau, xuyên thẳng từ cái bên này qua bên kia. Tùy theo tóc dài, tóc ngắn hoặc là tóc nhiều, tóc ít mà các bạn sử dụng, cố gắng là chỉ kẹp phía sau của cái tết tóc để cho phía trước nó không có thấy những cái kẹp đó, để cho người ta tưởng là cái kiểu tóc nó rất là khó làm, giống như là kiểu tết tóc xấu vậy đó. Và sau khi mà các bạn đã kẹp phía sau tóc xong rồi thì dùng một dây buộc tóc nhỏ nữa buộc lại và tháo hai cái dây buộc tóc hồi nãy ra, chỉnh sửa thêm một xíu. Nếu mà còn sửa lại cái mấy cái kẹp mà nó bị tuột á thì các bạn cố gắng sửa đi, nhìn cho nó đẹp hơn. Và bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị uống cái lọn tóc mà mình chừa ra hồi nãy. Trước khi mà uống tóc, lúc nào mình cũng sử dụng cái chất này là bảo vệ tóc của mình trước khi mà mình uống hoặc là duỗi tóc hoặc là sấy tóc. Sau khi mà mình xịt nó lên rồi mình dùng máy uống, mình uống lại. Và các bạn có thể dùng máy uống được bình thường hoặc là dùng cái máy duỗi để uống, mà mình đã có video hướng dẫn sử dụng máy duỗi tóc để uống. Sau khi uống xong như vậy, trong hình có cái bông nữa nên bây giờ mình kẹp thêm cái bông lên. Voilà. Vậy là cái kiểu tóc của mình đã xong rồi đó các bạn.
Rất là nhanh, nhanh gọn, dễ làm và rất là đẹp. Và mình hy vọng là các bạn thích kiểu tóc mới này. Có yêu cầu gì thì các bạn cứ gửi tin nhắn cho mình trên Facebook và đừng quên đăng ký vào kênh của mình để có thể thấy những video mới nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi những video và đã góp ý kiến ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng làm nhiều video khác nữa để ủng hộ các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào tạm biệt.